Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các sàn IDO, các sàn iRobot, các sàn IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe, các bạn đăng ký cập nhật liên tục những sàn mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Thưa các bạn, sau sự thành công của Stepner thì các bạn biết là có rất nhiều cái dự án ăn theo cái dự án Stepner. Một trong những dự án ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tham gia cũng chính là một dự án đi theo chain Motoon, chain mà Stepner đã đi. Đối với dự án này thì các bạn tham gia bằng cách là các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn lần lượt join vào cái kênh Telegram, chúng ta sẽ có kênh group và kênh channel. Dự án này thì đơn giản thôi. Follow Twitter nữa này, cũng như là join tiếp một kênh Telegram nữa. Ở Twitter chúng ta follow này. Kéo dưới này. Nay chọn grow tip này. Cũng rất là đông người đang làm dự án này đấy anh em nhé. Chúng ta sẽ gắn thẻ test vào. Ok, chúng ta chọn Cloud Tit. Ấn nút Tit này. Điền email, điền username tester và thông tin đăng ký cần thiết. Link Tritit, chúng ta chọn phần profile, mở profile ra. Chọn tít đi, chọn phần thời gian bài đăng. Ta chép phần link. Và ta trở lại đây, chúng ta paste phần link Tritit phía dưới đây. Phần địa chỉ V20, các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet hoặc Metamask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó quay trở lại các bạn paste vào. Mọi người thông cảm, mình đang bị cảm thì phần refer Telegram username các bạn điền username như thế này và chúng ta gửi lên nhá, chúng ta cứ để ngoặc định như vậy. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ dự án GoStep, một dự án ăn theo chain Motoon. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.